Chú ơi, chú làm gì đó vậy? Dạ, trồng cây về đó hả? À, làm cho nó đỡ sạt lở cái đất đó hả chú? Dạ. Chú vô nhà. Dạ. Ở nhà con thăm chú tí rồi con chúc chú ra làm tiếp. Dạ. Sáng cơm nước gì chứ chú? Chưa. Chưa hả? Đi chú, đi vô nhà cái này ra làm chú. À chú còn đi được cái đi khó khăn như vậy ha. Đi. Dạ. Lần đi là khó khăn ghê ha. Dạ, cái chú anh đang ở nằm đóng rồi chú. Dạ. Sáng hai anh em chưa ăn cơm hả chú? Chưa. Dạ. Chưa nấu cơm nữa hả? Thẳng nấu gì. Dạ, rồi con chào chú à chú. Con xuống ghé thăm chú. Hôm con quay phim đó. Dạ. Chú lấy kéo cắt gì vậy? Cắt cây bông tàn nó gãy hơn khúc hết trơn gãy. Dạ. Ừ. Rồi chú vừa xuống bờ hổm không? Dạ, bữa hôm con xuống mấy cái chị kia đó. Đi dầu đi rồi cho chú đó chú nhớ không? Phải rồi. Dạ. Chú xuống lần đầu tiên phải không? Dạ, giờ lần này lần thứ hai rồi. Dạ. Dạ. Tôi cũng cảm ơn chú xuống rồi một thời gian lâu dài ngày. Có chú kia chú nói chú cho đồ gì đó. Dạ, bây giờ con đem xuống cho chú này. Dạ. Được mấy anh chị cô chú Mạnh Thường Quân họ cho hai chú được 30 triệu. Dạ. Dạ, để ăn Tết. Để dạ. Xanh xa dần dần ha. Dạ, dạ. Tôi cảm ơn chú nhiều. Trời, cảm ơn chú cũng như trời giữa biển đó. Không có gì đâu chú, con tôi đem xuống thôi chứ con có gì đâu. Tôi giấy ông mang Quan Âm Bồ Tát hộ độ cho chú gia đình rồi được mạnh khỏe, trẻ mãi, không già, sống lâu trên 100 tuổi với bà con, cô bác mà gửi cho tiền á. Dạ. Tôi vô cùng nhớ ơn với Phật Bồ Tát hộ độ mấy cổ mấy với anh cho dạ. Nó mệt chập chú ở đây. Dạ thôi chú nghỉ đi. Thôi để con dạ. Con đọc cái danh sách mấy anh chị cô chú họ tặng hai chú ha. Dạ. Con hôm nay con bị cảm cho nên hơi mệt. Con cảm ơn, tôi cảm ơn. Dạ. Có cái chị Uyên ở bên Mỹ gửi cho hai chú được 2 triệu đồng. Chị Trang ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho chú 1 triệu đồng. Cô Hằng ở bên USA của Mỹ gửi về 2 triệu đồng. Cô Mai Bảo An ở bên Mỹ gửi về 200 đô là được 4.640.000. Chị Linh Trần ở bên Mỹ gửi 100 đô là 2.320.000. Cô Hoàng Trinh ở bên California của Mỹ gửi 200 đô là được 4.640.000. Cái chị Nga ở bên San Jose của Mỹ gửi 5 triệu đồng. Anh Phan Mỹ Tiền ở bên Úc gửi 4.821.000. Cô Trần Thị Bèo ở bên Mỹ gửi 2.300.000. Chị Chi nhà thuốc Hòa Mai ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho 1 triệu đồng. Và hôm qua cô Phùng ở bên Úc có gửi về 1 triệu. Nhưng mà con đang đi ở dưới này rồi, con chưa có lên Sài Gòn được thì con trích tiền ra trước 1 triệu đồng nữa. Là tổng cộng số tiền là 30.721.000.
Dạ, đó, hai chú. Tôi cho tôi gửi lời kính lời mấy thăm mấy anh với mấy chị ngoại, cảm ơn rất nhiều mấy người cho tiền tôi nha. Dạ. Vô cùng cảm ơn, và tôi không biết gì đền ơn, chỉ tôi nguyện cầu Bồ Tát Quan Thế Âm độ mấy cổ mạnh khỏe và trẻ mãi sống lâu trăm tuổi gì. Cảm ơn mấy cổ giúp đỡ dùm nó cho. Rồi chú. Ai chú thì hai chú thì con đưa chung luôn chú ha. Dạ. Dạ hai chú xài chung mà đúng không? Dạ. Dạ, đó thì con đưa cho chú anh đếm được không? Được. Hay là chú em đếm? Được. Dạ, con đưa chú anh ha. Khỏi dạ, đếm chưa? Được rồi. Dạ. Không, chú anh chú đếm giùm con không, khỏi khỏi. Tại vì con sờ sót rồi con biết rồi. Tôi tin tưởng chú ấy, chú mừng ơn cho. Con biết rồi nhưng mà con sờ con đếm đôi khi thiếu cái là con bù lại chú liền cho nó kịp. Chứ con mà đếm thiếu cái là tội lỗi con lắm. Tôi nói chú như vậy nè, tôi tặng hiện là em tôi bệnh là cái bà kia mỗi lần cách cũng gần năm em. Thì không phải chạy xem đau cái động trước, bà vô tiếng mà đứng bây giờ. Cái tôi nói chị mới xuống cái nhà này tôi vừa đó tôi tài trợ cho cất nè. Mà nhà này ông luật sư Đỗ Dũng Việt Kiều Mỹ cho mà bà đâu có cho. Cái tôi mới nói là tôi nói nhà này ông luật sư Đỗ Dũng Việt Kiều Mỹ cho tôi chứ đâu phải chị. Cái nó nói cái em tôi ngồi để lết ngoài cái bà chồng đây bà. Lục mấy này tôi... lục đồ có gì không lấy đó hả? Lục mấy thuốc tôi uống. Dạ. Thuốc tôi uống nhóc hết trơn à. Như thế này. Vậy chú đi đâu mà để cổ lục? Tôi ngồi đây chứ đâu. Dạ. Xin lỗi tôi ngồi đây chứ bẻ lục lùm hơn chân cái lấy mấy bao thơ mà người ta cho tôi. Dạ. Dạ. Tôi để dành đâu chừng 5-6 tháng được 2.085.000. Dạ. Mà lấy hết trơn. Để dành một thuốc cái bả lấy bao thờ và lấy tiền của bằng như thun nè. Dạ. Tôi tính người đó ai mà lấy tiền tôi với em tôi. Cái bà nói chú nằm xuống đây, tôi khám bệnh cho. Thôi mấy cái vụ khám chú đừng tuyệt đối đừng có để họ khám tôi nha. Tôi biết cái tôi nằm xuống cho cổ khám. Nằm xuống cái cổ nói ông nằm sắp xuống đi. Tôi nói trời ơi cái ống này tôi đâu nằm sắp tôi biết tôi đặt. Con biết rồi. Dạ. Cái tôi nằm nghiêng. Bả lấy hồi nào không biết tôi biết đó nhiên. Thì nó dạ đâu kêu mình nằm xuống đây không thấy đường cái họ mò họ lấy cái tóc bả ngồi về cái bả nói thôi ông bả đây tôi ra ngoài tôi lấy thuốc vô cho tôi nằm tôi còn nằm ra là đi luôn rồi đó. Tôi hỏi em tôi nói bà nói lấy thuốc cho tao mà vô chưa mà mất tiêu bé cái bả nói ổng nằm bé em tôi nói bả chạy đâu bên chạy rồi chắc đó. đi qua bển mua thuốc cho ông mà tôi bật gấp cái quảng hồn bật ngồi dậy tôi lỡ vô nhìn thì ra nè mất hết trơn hết chân tiền đó bé ơi bả lấy tiền đó hết chân rồi bé ơi. Dạ rồi, thôi vậy chú nè con trao tiền xong rồi con cùng dặn dò chú là tuyệt đối á ai mà tới mà kêu khám bệnh hay là kêu chuyện quà gì cho chú đừng có tin tưởng nha, không có ai đâu. Dạ. Và người ta cho chú không thì chú nhận chứ còn mà người ta kêu người ta đóng tiền đóng đồ là mình đừng có đóng nha chú. Dạ. Nó lừa đảo nhiều lắm. Không tiền này con tôi cũng không giữ nữa chú anh tôi gửi cho. Dạ. Rồi thôi chú gửi đi nha. Gửi cho người nào tin tưởng. Dạ. Chú gửi đi giùm con. Chứ tới 30 triệu mà bỏ trong người đâu có yên tâm được. Vậy tôi có chết thì nuôi thằng em tôi. Dạ. Hai anh em xài xài. Không có để trong nhà. Chú gửi đi chú. Dạ. Nha. Cho chú để mà nó vô có giống như bộ hôm đó nó lục lọi nó lấy hết trơn thì ngồi mà tiếc. Dạ. Và bây giờ nó nhiều cái thủ đoạn nó lừa lắm chú. Dạ. Nó nói là chú ơi có cái món quà bên Mỹ gửi về nhưng mà bây giờ chú đóng 500.000 đi hoặc 1 triệu đi để mà lấy thùng quà mà mình nghe vậy mà mình đóng. Dạ. Mà nó lừa hết mà bị gì tôi ý tôi nói về chú tôi với thằng em tôi hai thằng có tay không tôi cũng có con tay rồi mà ta cho thêm chứ ai mà lấy không bây giờ cái tuổi đó nó ghê lắm chú ơi mà, người tàn tật đồ nó còn vô nó lấy mà, trời mà tôi nói cứ lấy tôi 2.085.000 mà đêm tôi ngủ ra mất. Người ta cho tiền 500-200 tôi đâu dám ăn xài gì để dành mua thuốc với mua cá rồi nhiều khi gạo người ta cho ăn dư đủ ăn thì thôi còn thiếu thì cũng mua 1-2 tháng như đó mua 10 lít 20 lít gạo như đó mà lấy tôi hết biết thôi coi như nó lấy cái đó thì người ta lại cho chú cái khác ha. Mà tôi nói thiệt tôi cảm ơn chú rồi đó giờ không ai cho tôi được 2 triệu bạc có cho 500.000 có còn kỳ gầu chú cho 1 triệu với em tôi cao nhất á chứ không ai cho trên 1 triệu chứ từ 500-300 ở đây giờ mọi người thương chú lắm á cho chú được 30 triệu để dành tôi, mà chú nhớ gửi nha chú đừng có để nhãn yên tâm á tôi giá nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát hộ độ chú mấy cô mấy chú mấy anh ngoài gửi tiền về nữa hộ độ mấy cổ mấy ảnh mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi bị Phật Bồ Tát cũng nhớ ơn
mấy cổ giúp đỡ cho tôi bao nhiêu người dân khác chứ không phải mình tôi. Dạ. Thì mình những người làm từ thiện giúp đỡ cho mấy người đó được mạnh giỏi như chú cũng vậy, được mạnh giỏi khỏe mạnh sống trên 100 tuổi. Rồi dạ, vậy thôi con ghé thăm chú cái con gửi quà xong rồi con đi ha. Dạ, rồi, con chào chú nha chú. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, rồi hai chú sức khỏe nha. Dạ. 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 Vậy tôi gửi lời thăm chú với mấy người ngoài. Dạ. Bà ơi. Con xuống thăm bà nữa nè. Dạ. Dạ. Sao cô sao vậy? Bệnh. Bệnh hả? Đi khám mẹ. Dạ. Cô mệt quá hả? Ờ cho thuốc kìa. Bị bệnh gì á cô, đau bụng hả? Đi đau. Dạ. Ờ, chắc đau ruột thừa hả? Không có. À, cái đầu đó. Dạ. Đau trên đầu á hả bà? Ừ. Dạ. Lâu ngày ba để lâu sao? Ai đem đi khám vậy bà? Đi hai con em. Dạ. Mới về. Ai thôi mà. Hết rồi. Ồ coi đau kìa. Dạ. Hôm nay con về dưới hả con? Dạ con hôm nay con về đây con ghé thăm bà. Con gửi cho bà một ít tiền của hai cái cô ở bên nước ngoài gửi tặng cho bà. Dạ ở bên Mỹ á. Trời ơi, cảm ơn con á. Dạ. À, có cái cô Mai Bảo An ở bên Mỹ gửi cho bà 100 đô. Ừ. Là được 2.320.000. Con có lãnh không? Dạ có. Và cô Hoàng Trinh ở bên California của Mỹ á. Ừ. Gửi cho bà 200 đô là được 4.640.000. Ừ. Tổng cộng cái số tiền là được 6.960.000. Ừ, cảm ơn con nghe không? Dạ. Ngồi đây con ngồi đó. Dạ con ngồi rồi đấy. Ừ. À, đây con đưa tiền cho bà. Đây bà, đây bà. Đây, 1 triệu ha. Ừ. 2 triệu. Ừ, cảm ơn con, mừng quá. 3 triệu. Có tiền tiêu Tết nha bà. Ừ, cảm ơn con nghe con. Dạ, 4 triệu. Cưng quá đây. Cười rồi đó. Dạ. 5 triệu. Dạ không, đây 5 triệu. Nó cười cũng nó mừng nữa con. 6 triệu. Ừ, nó mừng con. Dạ. Chứ bà cũng mừng 900 lắm. Bà. Ừ. 60 ngàn, rồi đủ bà ha. Ừ. Đi đi bà. Dạ. Anh hai này hứng đó. Cưng dạ. Mới đau đó mà giờ cười rồi đó hả? Mai mốt con đi ngang ghé ghé con. Dạ. À, đủ tiền rồi bà nha. 6.960.000. Ừ. Bà biết rồi con. Dạ. Bà cất cho túi đi nha. Cất cờ rớt nha. Có tiền xài Tết đó bà. Để dành xài Tết. Bà còn không? Dạ. Rồi xong. Bà nói ở đây. Đó sợ lông cho con. Dạ. Ừ. Cô kéo áo xuống. Kéo áo xuống. Đúng, kéo xuống. Thôi biết rồi. Kéo áo xuống đi. Kéo xuống đi. Dạ. Rồi được rồi. Rồi vậy thôi mừng cô ha. Hai mẹ con mừng quá trời. Để dành xài Tết đó bà. Má mừng con dành nè má con. Dạ rồi đây bà. Rồi được rồi bà ngồi đi. Ừ, người anh mẹ thương tao hơi lạnh mừng. Dạ. Ở đây không có. Rồi vậy thôi có mọi người cho vậy là bà mừng rồi để dành xài. Ừ để dành à. Ơi. Để dành cho anh trai. Cô mừng ha. Dạ. Mới đau đó. Thì báo bệnh rồi giờ chị hai chỗ đi. Dạ. Vậy thôi con đi làm tiếp nha. Đâu con? Con đi làm nhiều chỗ lắm. Dạ. Anh mẹ. Rồi. Cảm ơn con ạ. Dạ. Trời. Rồi. Vậy thôi con đi á. Ừ con đi con. Dạ. Đi xe đó con. Dạ con đi xe máy. Dạ. Dạ. Anh mẹ cũng làm hoàng hen. Đánh tiền cho mình hả con. Cảm ơn con. Có vợ chưa? Dạ con đi chung với vợ con nè. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi về thôi con đi nha. Ừ con đi con. Khi nào con đi công tác con ghé má. Rồi con chào bà. Ừ. Dạ.